chào anh em nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong cái video đợt trước thì mình có hứa với các bạn là sẽ có một cái ngày có gió để test con này. Thì đây, ngày hôm nay chủ nhân của nó đây. Đấy, chủ nhân của con diều, anh chủ con diều này à? Đấy. Ngày hôm nay mình cùng anh Phong với lại chủ nhân con diều này đang đi test. Đang đi test các bạn. 2m9. Đấy. Đang lên mấy hôm cái đã có chủ rồi. Anh chủ hôm nay anh lên tận nơi. Dạ? Mượn con đấy của Phong mang về à? Mượn mang về à? Đang lên 3 hôm cái có chủ luôn. Chưa đăng nó có chủ rồi. Rất đắt hàng. Rất là đông anh em. Được hẳn 4 anh em đang đi test một con diều này. Và ngày hôm nay không ngoại lệ, thì mình vừa đi sửa cái dàn hòa đàn của mình về. Và quyết định là tí nữa sẽ test ở đây luôn. Đó. Xong tối là mình không về luôn, mình ngủ ngoài này mình trông diều các bạn ạ. Mày chả ghê thế nào? Con này không biết có lên không các bạn ạ, nèo đầu. Hôm nọ mình quay vẫn còn chưa buộc nèo, hôm nay mới buộc nèo. Không biết là nó có lên hay không. Muốn lên hay không thì phải đi test. Anh Phong, anh bảo tùy đâu chủ có nhiều tiền hay không thì nó mới lên được hay không anh ạ. Không, cái này thì tiền lại không quan trọng, Phong chỉ bia thôi. Nhiều bia hay ít bia? Mấy lít anh? Mấy lít bia ạ? Anh phải hỏi là anh Phong, bạn Phong ơi, bạn có cái tích tắm bằng bia không? Cho một bom 20 lít, thao tắm. Vừa uống vừa tắm luôn các bạn. Mình đã di chuyển ra ngoài đồng, ra ngoài chỗ thả. Con này thì đâm mà chắc nhẹ nhàng rồi, tại vì nó là carbon mà anh làm dẻo nữa. Cánh thẳng, rất đẹp. Con này tí nữa mình sẽ tháo cái dàn cộng hòa ra và lắp cái dàn này vào để cho nó dễ lên các bạn ạ. Đấy, cái dàn này nó nhẹ hơn, nó đỡ nhẹ đầu. Một chỗ đỡ nhẹ đầu thật. Con này thấy bảo cõng nặng lắm. Đâm anh ơi, con này đâm ngắn chứ còn con em mình cứ thẳng cái dây này ra đằng kia gì. Thẳng đây ra hướng đằng kia đâm này. Con này thả xong buộc lên trên kia rồi. Diều của em á? Có đâu con này buộc lên trên kia. Thế còn con của em cột vào đâu để đâm chứ? Ra nó cầm dây mình đây. Ê, ok. Tí cầm dây mình từ nãy giờ thì... Tí cho anh Giai cầm con này của mình một mình. Đấy. Bây giờ thì phải lắp diều vào và đi đâm đã. Giai thì đây thằng cu này. Con này thì mình review nhiều rồi. À, review một lần rồi. Không review em thấy quạc phát đấy. Không sao. Sức rồi. Không sao, tại cái này. À, cái anh... đấy hôm trước thấy. À, video nó dán đây. Đây anh ạ. Khi anh Giai mua một con diều này tí nhớ về kia cầm thêm quận băng dính về nữa. Đưa cho anh thêm 100.000. À. Ông bố phẹt nó ít thôi. Anh bảo anh mua cái quận băng dính có 50.000. Bây giờ tao thích bán 100.000 đấy. Hớt đi. Anh hớt đi. Bạn, gió to ai hớt được ấy. Hớt đi, thử em à. Thả dây ly mấy đây anh? Thả dây ly 6 nha các bạn nha. 2m9. Thả dây ly 6. Khả năng là nếu mà gió to đều là đứt đấy. Phải không anh? Gió to gió này thế thì chắc là mình thả test thẳng ngắn ngắn thôi nhỉ. Anh Giai ở Thái Đào à? Đào Thái. Tận Thái Đào lên trên này để vác con diều về. Đây kèm theo một cậu em nữa, phải nói là đam mê đó. Tiền tỉu quá đậm. Tiền tỉu quá. Ờ, đánh con nọ đánh anh gục tại chỗ luôn. Thế cơ. Hay là 9. À, ít hơn mình 9 tuổi. Giỏi. Con này anh Phong anh hay có cái điệu mà căng kiểu nó nhìn nhàng như này ấy. Thật ra nhiều người nghĩ là căng như này cho nó căng bóng các kiểu, không phải đâu. Ông rảnh không làm kiểu đấy mà. Chứ còn nó không có cái tác dụng gì đâu. Nó chỉ tác dụng mấy cái dây mà kéo vào cho nó đẹp thôi. Sao lại kéo vào cho đẹp mà không thấy tao chẳng từ mặt sau từ mặt trước à? Yên là mấy cái dây này anh chả kéo anh bóp nó vào nó thành form thì... Còn mấy cái dây mạng nhện này thì quan trọng gì, có hay không không quan trọng. Sao những cái dây mà từ sau mà tao lại chăng đằng trước nè. Những cái dây không có cái tác dụng mới không quan trọng. Ăn đập. Chỉ có em. Hết. Không ai không biết không có em. Em cháu là cái gì? À, bây giờ thì anh chủ cầm dây hay là anh đi đâm? Ở trên cho anh chủ cầm dây nhá. Đấy, để anh chủ cầm dây cho nó ấy. Nèo đầu. À đúng rồi. Anh Phong anh làm như thế là đúng đấy, nhớ đâu đó bổ là anh chịu đấy. Đúng rồi, hóm lắm. Tại vì tôi đường nào tôi định xác định mang con này về phá ra làm lại. Thế nên là thiệt rồi, làm khó chủ diều rồi.
Cộng Hòa D60. Chắc phải 6 lạng đấy. Phun chỉ mây. Già này mấy lạng? 6 lạng. Chắc phải 6 lạng. Anh ơi, anh ơi, anh tí tháo cái này cho em treo chìa khóa ô tô rồi. Ăn đập. Vừa đẹp về. Có chữ gì đây? Ngan. Thìn. Con rồng. Xin. Rồng bay. Ấy, gắn mẹ keo đâu rút được. Đẹp thế nhỉ? Rồng bay. Cầm dây nhá. Đấy, anh cầm dây đi. Giờ mình cùng với các bạn sẽ đi đâm cùng máy phòng. Cầm dây mà đất thì thôi, đất thì bạn mang sáo về, tôi mang diều về làm lại. Đâm ngắn thôi, không lo. Lo gì, gió, gió vớ vẩn. Ngắn thì phải dài. Nguyên cây gậy gôn. Cùng dàn Cộng Hòa trông rất đẹp. Thế sao anh không đi thẳng ra kia? Tao không thích, bây giờ tao đi thẳng ra này chưa? Anh đi qua đây làm gì? Úi giời. Bây giờ thì mình sẽ đi cùng anh Phong ra đến cái chỗ đâm. Và tí nữa đâm này mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhá. Ok. Đến địa điểm chơi rồi các bạn ạ. À. Mình phải đi ra đằng sau để quay cho nó sáng cho các bạn xem. Và đây là cục ấy. Combo 2m9 cùng dàn Cộng Hòa 60 à? Ừ. Chuẩn bị lên. Nào. Xem nó có lên hay không nào. Nào. Anh em. Anh em ơi. Ôi trời ơi. Sáo kêu được của nó ấy nhỉ. Sáo ok nhỉ. Con này vẫn đang đít cho nó cong nặng đấy. Hay dái nó to nó thế. Dái to à mày. Ừ. Con này cong nặng thật đấy anh em ạ. Mấy lại diều mới mới đầu lên nó phải đảo cho nó dẻo khung à. Con này cong nhẹ quá anh Phong, em bảo nó cong nhẹ quá chứ bé. Anh đã bảo rồi, 2m9 anh này cong vào 6-7 lạng. 2m9 mà cong 6-7 lạng thì nó gọi là trâu rồi, không phải diều, trâu bò. Khủng thế không biết được. Nhưng quả sáo là nghe kết đấy anh em ạ. Lần đầu mình được nghe. Lần đầu hay lần thứ hai mình được nghe Cộng Hòa đâm lên trời mà. Không phải, nhưng mà cơ bản hôm nay gió nó đều, sáo nó kêu đều, thế nên là nghe nó hay. Ấm thật sự, đứng rồi. Gió đều đều nó đứng, còn gió yếu yếu là bắt đầu nó đảo. Nhưng mà mới, nó phải đảo như thế thì mới nó mới mang đến cho người cầm dây cái cảm giác cầm diều các bạn hiểu không? Ai? Siêu chào. Quả này về anh phải cõng sáo nặng hơn rồi. Ba con này vẫn chưa ăn thua. Vẫn nặng đít. Nó là cái cọc nó bị đóng cái tiêu xuống hơi sâu. Form đẹp nha. Con này hơi tiếc hôm nay mình không mang flycam cho các bạn xem. 209. Cầm dây 2m9. Đúng rồi đấy, thế tao lấy mày 2.9 thôi. Thế tao lấy 2.9 nữa. Nặng không em? Cũng nặng. Cũng nặng à, nó đảo mới nặng phải không? Vâng. Anh cầm dây phát em. Ây à, cái này mà không có găng tay mà cầm kiểu này là hơi rát này. Cầm không có găng tay mà cầm kiểu đấy là hơi rát. Trơn. Mày thì nhìn lên nhìn đẹp nhỉ. Còi tím với tay. Lên nhìn đẹp rồi đấy. Em thả được dây không hay chỉ cầm thôi? Chắc chỉ cầm thôi. Tại vì tầm này mà nó thả dây là dây hơi trơn. Dây hơi trơn. Con này cắm bộ này ấy là vừa, nhưng mà cái tiêu đóng dây hơi trơn. Thế nên là nó hơi đỉnh đầu luôn các bạn ạ. Ai. Ai. Đỉnh đầu luôn này. Khả năng anh cầm cho nó như em thấy là nó đảo như này là hơi rát tay, run hết tay kìa. Anh lại làm đâu rồi? Run hết tay. Trái gì? Vẫn được à? Điều hòa. Căng thật. Đấy, cầm dây. Lại nghịch dại. Đây là một anh giai. Đây là một anh giai. Từ bé em giờ chưa nhìn con nào to như này anh. 3 mét. Ông Tâm ngày xưa ông chơi với thời 5 mét. Cái lúc cũng anh một cái tí. À ui. Thế mình lại bị ăn một quả lừa rồi. Chơi lâu lắm này. Đứng nhỉ. Nó ăn hơi nặng đít. Nhưng form mà đẹp. Đỉnh đầu đây à, lắp thêm cái đèn là vừa đấy. Lắp đèn đỉnh đầu. Lắp đúng thêm cái đèn là vừa. Đèn với lại có pin đỉnh đầu. Vâng. Không có này hợp lý. Nhưng mà lắp thêm vẫn thiếu. Vâng, nó đang hơi đặc điểm. Đóng. Bỏ ra 8 lít để mua con diều như thế này. Thấy nó hơi bị xứng đáng các bạn. Nó không quá đáng đâu, nó xứng đáng đấy. Này không hợp lý. Đẹp. Vừa đi về
Mỗi tội là ăn hơi nặng sáo. Nó nặng sáo thế đâm ra là anh em phải hiểu là những cái con ăn nhẹ. Ăn nhẹ sáo nhưng mình cảm nhận là như vậy. Những cái con mà nó ăn nhẹ sáo là kéo nó nhẹ hơn phải không anh? Những cái con mà nó ăn nhẹ sáo là kéo nó nhẹ hơn phải không anh? Đâu ví dụ như mà đua nó bé như này mà ép nó cõng sáo cố thì bao giờ nó lên nó khung. Khung nó ép vào thì kéo nó phải nặng hơn chứ. Tí ra kia nhặt cả vỏ sáo cả đuôi diều kiểu. Anh dài lâu rồi không chơi diều à? Lâu lắm rồi. Bỏ bây giờ đến 4 5 năm rồi. Bỏ 4 5 năm. Ngày xưa chơi diều chắc toàn diều tre chứ có carbon đâu phải không anh? Không, carbon toàn diều tre. Vâng. Thủ công. Đau mà anh. Cái dây này nó trơn anh ạ, à. Tay anh em mình nó ướt rồi đâm ra nó trơn. Nó không dây ngày xưa anh em mình thả dây sợi vẫn ngon hơn, dây mưa vẫn kéo được. Anh ra kéo đi, anh chủ diều kéo đi. Kéo vào răng. Kéo đi. Không kéo được á? Kéo được mà kéo đi. Kéo được tí. Trơn á? Anh không kéo anh mang về kiểu gì? Thả dây nhỉ? Thả dây tối đủ đêm. Con này có thả không anh vào hay là kéo bây giờ? Anh thích cái thả không thích thì kéo, tùy là chủ diều. Trơn lắm. Thôi thả lên tay ta. Ô kéo đi, kéo cho anh mang về. Tay ai là trơn. Trơn, tay nó trơn. Kéo đi để thả con to đi. Đâu găng tay của em đâu? Em không có găng tay đâu. Con to của em thì nó không mấy. 6 mét trong này thì anh. À, không có mét đây gì? Vâng. Thả mẹ đồng bên này chính ra thoáng xuống. Anh ai cảm thấy con diều thế nào? Quá ok. Quá ok, xứng đáng đồng tiền không? 800 nhấc đẹp không anh? Có 300. Hả? 300 nghìn này đâu, 800. Thế á? Có 500 giá anh Hoàn, anh liên quan gì đâu, khung của anh đâu mà. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Như cái đợt trước mình bảo mấy anh em là riêng tính anh Phong nó dễ lắm. Đến nhà mà xin khéo mà mời anh ấy đi uống bia uống rượu, làm trận rượu có khả năng còn cho không. Chắc tối nay lại có chương trình gì. À tối nay có chương trình gì hả anh Phong? Mà sao nó rẻ đấy? Chương trình gì? Đúng ngay bận nhá. Tối nay báo bận để tối khác. À bận à, bận 1 triệu. Bận 1 triệu còn không bận 300. Mà tối PP xong có khả năng là không mất đồng nào. Anh Phong dễ lắm. Đấy kéo. Chỉ cần bia thôi. Kéo được tận tay không anh? Anh kéo tận tay sao? Anh Phong này là phải có cái gì cơ, anh kéo được tận tay cái gì em cũng cho. Con này không kéo tận tay. Không lấy gì ra kéo tận tay luôn. Không lấy gì ra kéo tận tay được. Không, em nào. Anh kéo tận tay. Mình sẽ ngồi đây để xem anh em kéo về tận tay. À đây đây, có cả Cường đi kéo đây. Con diều bé này cõng này khỏe. Hả? Lắp chân rồi. Đâu? Công hoa gì thế? Công hoa chứ sao bạn này bảo thả chân? Bao giờ anh có tiền anh mới lên hoa đàm. Kiểu như là người ta xây nhà xong để chờ ấy. Xây móng. Không anh. Hồi anh muốn còn cái này, thứ anh để đi đúng 3 năm trời chưa đâu đâm một lần nào. 3 năm anh. Không. Hôm nay anh cho em review quả diều đấy phát. Anh làm gì đẹp đẹp thôi, cũng chưa nào. Chưa đâm lần nào. 3 năm. Con mà cho cường bạch nhỉ. Cho anh kéo đi. Nặng. Tay. Anh em cùng chờ anh Phong anh kéo về tận tay nhá. Ngao bụp thì đẹp. Không cái này bạn Phong cho là ấy rồi. Là kéo tận tay con này rồi. Anh nhìn thấy chưa? Tận tay đấy. Cứ tránh xa cái dàn vầu ra thì. Mèo đang hơi cừ một tí. Thế này. Ngay đây như thế này bạn này. Mấy con chưa? Kéo đi, à, kéo đi anh. Anh dây dừa thời gian ít thôi. Rách bá được bạn. Đã bảo là có băng dính đây anh. Mua con băng dính 5 chục. Mua con diều như người ta carbon thì người ta bảo hành thoải mái được. Nhưng con này anh bảo thành rách vá băng dính. Tặng thêm quận băng dính này. Con này là không carbon này hả? À? Carbon này. Carbon khâu liền này. Thế thả phát đi lên mua những diều kia. 10 con được 9 thôi. 1 con không lên. 10 con được 9 thôi. 1 con đang bổ nhào kia kìa. 1 con cõng nó hơi quá. Con này sáo hơi đuối nhỉ, sáo bé quá. Ba con này nó chắc là nó tầm 5 lạng. 6 lạng. 6 lạng à? Thế con này phải cõng tầm 7 lạng à? Đây là đuôi con hơi yếu đấy. Rồi, tận tay rồi. Tận ruộng. Đi muốn bét phát đầu bà kia nhỉ. Ở đây rất là nhiều dàn vầu. Bố đầu cũng sợ, bố hơi dàn kia mới sợ kìa. Đấy, toàn dàn thôi. Nặng thế á. Cường ơi, bạn lắp hộ tôi gần 6 mét thôi. Ừ. Mấy anh em lắp hộ tôi gần 6 mét thôi, cho nó nhanh.
ra ra chỗ rộng nguyên lắm. Nó có số đấy. Kéo đi anh. Nhanh lên nào, anh làm màu hơi bị lâu ấy. Thôi anh làm đi. Diều mới, không có tiền đèn. Anh chủ ơi, đang hoang mang lắm, phải không biết có cầm được con diều nguyên vẹn về không? À, chưa đưa tiền phải không? Chưa đưa tiền. Thôi phủ không dạ. Ngày xưa anh thả là chắc không có cái dây cước đúc này đâu phải không? Toàn cái dây sợi phải không anh? Mà cái dây đấy cầm thì nó không bị trơn như này anh nhỉ? Nhưng mà nó xoắn. Đâm diều trời mưa em có đâm nhưng mà cái dây xoắn nó không ấy. Mưa không phải là mưa có gió mà mưa rông. Rông ấy, không phải mưa không phải chứng mày. Rông thì em vứt đấy. Em cào em buộc ấy. Rông mẹ ba bốn anh em gọi nhau ra kéo phạt cá cứt ra. Nó có số đấy, cái vai nó có số ấy. Một phải hai trái đứng từ đầu sang. Trơn thì em kéo thổi. Trơn lắm. Yeah. Yeah. Các bạn muốn có cái cảm giác thả diều mà trao đảo thì liên hệ anh Phong nhá. Diều nó chuyên thế này. Quá. Quá. Trơn quá phải hai trái. Trơn quá. Ờ một phải hai trái mình đứng từ đầu sang ấy. Một phải hai trái là mình đứng từ đầu. Đứng như tay của anh ấy kìa. Đấy. Rồi. Rồi, hay rồi. Không biết là căng được nữa hay không. Không dựng được, nó lắc lên, nó trao kích. Làm mẫu lần nhá. Làm mẫu lần, một lần duy nhất không cho lần thứ hai. Từ đấy dựng. Ôi giời ơi. Ôi, cái gì anh? Cái gì bay ấy? Bay một đây à? Một đây phải không? Một phải. Một phải, một phải là theo cái chiều này mà. À một phải đây đây. Một phải ơi đúng rồi đấy. Còn cái này thì đút đâu cũng được. Cái đấy đút đâu cũng được. Cái compact à? Cái này thì cho lên trên. Không biết gì không găng tay à? Compact, compact. Đây cái này ở đây. Anh ra em mang con diều em xem à. Nó chả làm sao. Nó có làm sao không? Không sao à? Ok các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Trong cái lần trước thì mình hứa với các bạn là có cái video test con này ấy. Thì ngày hôm nay thì test rồi. Có sao không anh? Không sao à? Vẫn căng đét, vẫn đẹp phải không? Em nhìn thấy mà hơi bẩn cánh tí thôi. Thì trong cái video này thì mình đã thực hiện test cái con diều này thành công rồi. Anh em cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye anh em.